Hôm nay đối tượng này sẽ có khả năng ngậm 3 thẻ, ăn 3 đồng xu năng lượng để biến hình. Nhưng các bạn sản phẩm này là hàng chợ thôi các bạn ha, hàng này không phải hàng của Audi. Hôm nay anh có sưu tập được cái chiến xa thần thú này và anh sẽ review cho các bạn bạn xem coi cái chất lượng của nó như thế nào các bạn ha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu review cái đồ chơi này. Rồi bây giờ anh trước hết anh sẽ khui hộp ra xem như thế nào. Về cơ bản hàng chợ thì chất lượng nó chắc chắn sẽ không phải bằng hàng công ty rồi. Màu sắc nó cũng vậy, hình ảnh nó là màu đỏ nhưng mà trong bên trong này á thì nó lại là màu xanh hết các bạn ha, thấy không, màu xanh với 4 đồng xu năng lượng. Tự ra hình ảnh thiết kế thì cũng rất là bắt mắt nhưng mà không biết là chất lượng như thế nào đây các bạn ha. Anh sẽ khui hộp này ra. Biết tên nó là gì, thì cái phần xu 3 xu này thì là phần 4 phần 2 cũng chưa có chiếu cho nên là mình cũng chưa có biết. Còn khả năng tiếng Hoa của anh này thì rất là nhiều bắt, bản thân anh cũng chưa có biết được là cái nhân vật này tên gì. Nhưng mà cái thiết kế thì có vẻ nhìn giống như cái con bò cạp các bạn ha, có hai cái càng hai bên này, có cái mặt ở phía sau phía sau bên. Nhìn thì giống con rất là giống con bò cạp, nó là con gì thì mình sẽ nghiên cứu sau các bạn ha. Rồi đây sản phẩm cũng sẽ có một cái thẻ bài của anh nhân vật chính này, rất là dễ thương. Thiết kế thì không có bắt mắt bằng, không có đẹp bằng thôi, nhưng mà về cơ bản thì cũng rất là đẹp. Và chúng ta sẽ có một cái sticker giống như công ty để dán lên trên chiến xa thần thú này. Rồi ở đây chúng ta sẽ có 4 đồng xu năng lượng. Xu năng lượng này thì thiết kế nó cũng rất là đẹp, rất là bắt mắt các bạn ha. Nó có hệ gió nè, hệ giống như hệ mưa quá, giọt nước các bạn. Rồi này hệ nước đất quá các bạn ha. Kim mộc thủy hỏa thổ, kim mộc thủy hỏa thổ. Mình có 4 hệ nhưng mà kim mộc thủy hỏa thổ 5 lần các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ nghiên cứu sau cái phần đó. Thì bây giờ mình sẽ làm nhanh cái phần đất rác và hướng dẫn mình chơi thử con chiến xa thần thú phần 2 nút 3 hệ này coi như thế nào các bạn ha. Giờ mình sẽ giúp máy chút xíu nha. Do cái bàn làm việc của anh nó bằng tôn sắt kim loại cho nên cái con chiến xa thần thú để lên cũng hít nè các bạn. Giống như đợt trước anh review cái con song lông màu hồng cái này cũng hít nè, cho nên anh sẽ phải mượn một cái tấm bìa cạch công ha. Đấy, ở đây anh có chuẩn bị sẵn một tấm bìa cạch công để tránh cái vấn đề bị hít nè, cho nên bù lại thì nó sẽ cho ra một cái giọt nước không được đẹp lắm ha. Rồi đây tránh vấn đề bị hết các bạn ha, cũng còn nhưng mà ít thôi. Rồi bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là sẽ review cái sản phẩm này. Đây ở dưới này nó có một cái nắp bật giống như chiến xa thần thú phần 2. Đây chiến xa thần thú phần 1, phần 2 cũng có. Bình thường khi mà các bạn bung ra bật lên thì nó sẽ không dính nữa các bạn ha. Anh đã cũng đã thử qua rồi, trừ khi các bạn bóp hai cái chấu này vào ha, bóp hai cái cánh này vào rồi các bạn bật cái thẻ này lên mới xong được. Rồi sau đó chúng ta sẽ gài cái đuôi, chúng ta sẽ bật cái đuôi lên, sau đó chúng ta sẽ gài hai cái cánh phía sau vô. Rồi đây là con chiến xa thần thú biến hình hoàn thiện. Rồi khi nó ăn ba cái thẻ thì nó sẽ bung ra. Thì trước hết anh cho nó ăn trước một cái thẻ đã. Về cơ bản thì nó cũng sẽ một thẻ nó cũng đã bung ra rồi các bạn thấy không, một thẻ cũng đã bung ra rồi. Về độ bung và để ăn thẻ thì cũng khá là nhạy các bạn ha, khá là nhạy và bung rất là đẹp và nói chung là cũng không thua gì hàng công ty hết. Nhưng mà cái cảm giác anh cầm trên tay thì các cái khớp nhựa này và các cái nhựa này thì nó không có trơn tru, nó mượt mà bằng hàng công ty thôi. Nhưng đây cũng sẽ là một cái dòng hàng phù hợp và với giá cả phù hợp và phục vụ được cho các bạn
với cái tầng lớp nhân dân hơn ha. Rồi đây à, bây giờ trước hết chúng ta sẽ gấp hai cánh lại, chúng ta sẽ bật cái cấp ngàm lên, sau đó chúng ta gài cái đuôi lại và chúng ta gài hai cái cánh sau lại các bạn ha. Ở đây chỉ sau thần thú chúng ta sẽ biến hình theo chiều ba đồng xu ngang ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đẩy thử xem như thế nào ha. Đó, vậy thì đi ăn đồng xu này và hai cánh hai bên cũng sẽ ăn cái đồng xu này luôn. Ở đây là như vậy, biến hình là chính xác, ăn ba đồng xu như vậy mới là chính xác các bạn ha. Rồi bây giờ anh sẽ làm lại để các bạn xem, do cái miếng bìa cạch tông của chúng ta nó không có đủ độ thẳng cho nên là nó rất là khó để mà bây giờ chúng ta biến hình trở lại, gấp hai cái cánh lại rồi chúng ta gấp hai cái càng lại, bật cái ngàm cấp ngàm này lên ha. Đây các bạn ha, chưa có dính được. Rồi đây, nó không có bằng hàng công ty hết các bạn ha. Cấp ngàm ở đây cũng tương đối, chỉ cái khuyến cáo của anh rằng là các bạn phải chấp nhận thôi, giá quá rẻ mà ha. Rồi đây, cố gắng biến hình. Rồi thằng này, rồi đây, chúng ta xếp hai cái đồng hai bên cánh nó xích ra chút xíu, nó xích lên chút xíu. Rồi chúng ta sẽ đẩy biến hình xem cái này nó ăn được ba cái hay không ha. À, nó hết hai bên rồi nhưng nó không ăn đồng này. À, chúng ta sẽ trả lại. Cố gắng xếp ba đồng ngang ha, là 1, 2, 3. Rồi hoàn thiện, vậy là anh đã biến hình được với ba đồng xu, ăn ba đồng xu các bạn ha. Rồi sản phẩm này là hàng chợ nhé, cái độ nhựa của nó sẽ không được mà bằng đâu, nhưng mà xét về hàng chợ mà nó bóng mượt như vậy, cứng như vậy, biến hình nhanh được như vậy thì nó quá là tuyệt vời rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm thử lại xem của cái cốc ngàm này nó bị cái gì mà nó không có được nhảy, nó được ăn nhẹ ha, giống như là cái công ty. Thì chúng ta sẽ bẻ hai cái này vô trước, bẻ hai cái càng này vô trước, tập cái này lên ha, tập mạnh lên cho một miếng khoảng một cái một. Rồi chúng ta bẻ cái đuôi, chúng ta bẻ hai cái đây là sao. Rồi chúng ta sẽ ba đồng xu mỗi một đồng xu là tượng trưng cho này là đất này, cái này là mưa nè, cái này là gió nè, nước nè, gió nè, đất nè, và cái này là lửa nè ha. Giờ chúng ta sẽ thể biến thành cái ba đồng xu lần cuối cùng nhé. 1, 2, 3 và hoàn thiện. Đây giờ chúng ta sẽ bỏ tấm bìa ra các bạn. Quay phim cho